Chào các bạn, chúng ta tiếp tục với lại chuyên đề nguyên hàm và tích phân. Thì buổi hôm nay có một bạn có hỏi mình cái bài tích phân này y bằng tích phân cận từ 1 cho đến e mũ 3 của logarithm e mũ 3 của x chia cho x nhân với căn bậc 2 của 1 cộng logarithm của x dx. Thế thì để làm cái bài như này thì các bạn nhìn thấy này, nếu mà các bạn vi phân của cái 1 cộng logarithm của x thì không phải là chính là ra 1 trên x dx đúng không nào? Đấy thì các bạn chỉ việc đặt cả căn bậc 2 của 1 cộng logarithm của x này thì bằng u thôi, thế là xong. Các bạn bình phương lên xong các bạn vi phân hai vế nó sẽ lập tức ra cái dx trên x này. Còn cái logarithm u3 này thì các bạn khách triển ra thôi, đặt thôi, đúng không? Thế thì làm bài giải quyết bài này bây giờ các bạn đặt căn bậc 2 của 1 cộng với logarithm của x bằng tự u logarithm của x bằng u, được chưa? Thế các bạn nhớ là nếu đã đổi biến thì phải đổi cận luôn, được chứ nào? Đối với trong cái phần nguyên hàm thì mình không làm như thế được. Giờ cứ để thế mà làm như này. Thế đây là x này, còn đây là u này, được chưa nào? Thì cận đây 1 này, đây là em u3 này. Đấy, thì bây giờ khi x thì bằng 1, x bằng 1 thì logarithm của 1 thì bằng 0. Nhớ nhé, nhớ là ln của 1 thì bằng 0. Được chưa nào? Logarithm của 1 thì bằng 0, cái này bằng 0, đây chỉ căn 1, vậy u đây sẽ bằng 1. Được chưa nào? Tiếp tục là em mũ 3, thì ở đây sẽ là ln của em mũ 3. Thì 3 mình vứt ra đây, đúng không? Thì 3 nhân ln của e, thì nó chính là bằng 3, đúng không? Nhớ là ln của e thì bằng 1 nhé. Ln của e thì bằng 1. Đây thực chất nó là loga cơ số e của e thôi. E của e thì bằng 1. Nhớ cái những này. Được chưa nào? Vậy thì cái thằng này nó sẽ bằng 3 này. Đấy. Cận chạy từ 1 đến 3. Thế bây giờ thì cái chỗ này bắt đầu làm, khi mình đặt như này rồi bây giờ mình bình phương cả hai vế lên này. Tương đương này. 1 cộng với logarithm của x thì sẽ bằng là u bình phương. Được chưa nào? Ở đây mình sẽ vi phân cả hai vế này lên. Thì đây mình sẽ có là gì? 1 trên x dx thì bằng là 2u nhân với du. Được chưa nào? Thì 1 trên x dx này nó xuất hiện cái này, dx trên x này. Được chưa nào? Tương tự thì bây giờ các bạn nhìn thấy là logarithm của x ở chỗ này nhá. Logarithm của x này, ln của x thì sẽ bằng u bình phương trừ 1 không? U bình trừ 1. Ok chưa nào? Đấy thì bây giờ tất cả cái này mình sẽ thay vào y đây. Y ở đây của ta sẽ bằng gì? Y bằng này, cận chạy từ 1 cho đến 3, đúng không? 1 này, đến 3. Của cái gì? Logarithm mũ 3 thì bằng u bình trừ 1, tất cả mũ 3, đúng không? Tất cả mũ 3. Được chưa nào? Chia cho này. Dx trên x này. Dx trên x thì bằng 2u du. Được nhá, đây sẽ là nhân với 2u du. 2u này, du. Và chia cho căn này thì bằng u. Được chưa nào? Căn thì bằng u rồi, vậy thì bây giờ cái này cứ thế mà làm thôi, chứ còn chả có nghĩa lý là chả có lý gì mà mình không làm được cái bài này. Được chưa nào? Thế thì ở đây u và u đây sẽ triệt tiêu này. Nhá. U và u đây sẽ triệt tiêu. Vậy đây nó sẽ bằng là gì? Bằng cận từ 1 cho đến 3 của u bình trừ 1. Tất cả mũ 3, 2 mình vứt ra ngoài này, đây du, được chưa nào? Đây mũ 3 lên, thằng này nó sẽ bằng là gì? Y bằng này, 2 giữ nguyên này, u mũ 3 lên thì đây thành u mũ 6 này, trừ đi 3 lần tích bình phương số thứ nhất, 3 lần tích u bình phương với số thứ hai, được chưa nào? Cộng với, đây là mũ 4 chứ, được chưa? Bình phương số thứ nhất mà, cộng với 3 lần tích số thứ nhất với bình phương số thứ hai, tức là u bình phương và trừ đi 1, đúng không nào? Đấy, cận như này từ 1 đến 3 này. Ok chưa nào? Cái thằng này là du. Vậy thì bây giờ nó sẽ là như thế nào bây giờ đây? Cái này y bằng gì? Y bằng 2, đúng không? Đây u mũ 6, u mũ 6 thì đây sẽ là bằng u mũ 7 trên 7 trừ đi
3/5 u mũ 5 cộng với 3/3 thừa bằng 1, đây sẽ là u mũ 3 này, phải trừ đi u này, cận từ 1 cho đến 3. Được chưa nào? Thế thì bây giờ các bạn chỉ việc là thay cận vào các bạn làm thôi. Các bạn thay cận vào các bạn làm là xong. Nhé. Thay cận vào thì các bạn nhớ là f của x này mà cận từ a cho đến b này, thì ở đây nó sẽ bằng là f của b trừ đi f của a. Đấy, thế là xong. Ok chưa nào?